Alo, chào anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình chiến đấu trên cái bàn tài xỉu rồng xanh với mức vốn là 64 m anh em ạ. Hiện tại đang có cầu đi kiểu dạng cầu 22 à. Để xem tình hình thế nào đây. Cầu bệt rồi anh em ạ, cầu đang bệt xỉu rồi. Trước đó thì nó đi khá là ngắn thôi, có thể là nó sẽ đi bệt đấy anh em ạ. Có thể là nó sẽ đi bệt đấy. Rồi đánh luôn cầu bệt đi. Làm luôn 14 củ nhá, tay đầu tiên luôn anh em. Chiến luôn quả cầu bệt này xem thế nào. Nếu như mà húp được ấy thì tay sau sẽ đánh giảm xuống. Nếu như húp được thì tay sau mình sẽ đánh giảm để xem tình hình thế nào. Những cái cầu mà nó đi theo cái kiểu dạng cầu bệt thì có thể đánh bệt được đấy anh em ạ. Rồi đẹp dai luôn anh em ơi. Quá nét nhờ. Tay đầu tiên làm hơn chục củ. Ok đấy, cầu này mình nghĩ là đánh bệt là hợp lý đấy. Đánh bệt là hợp lý đấy. Ok nhá. Tay này sẽ làm 7 củ này. Làm 7 củ đi. Làm 7 củ anh em ạ. À, đối với cầu này thì tạm thời cứ bắt kiểu vậy đã để xem tình hình thế nào nhá. Để xem tình hình thế nào. Liệu có ổn được hay không? Anh em không chờ kết quả. Khi mà anh em chơi bất kể cái tựa game nào cũng vậy thôi. Cầu thuận thì nên đánh thuận và cầu bệt thì nên đánh cầu bệt. Hiện tại thì mình đang có một cái mức lãi cũng khá là được rồi. Ok đấy, ngon chưa anh em? Làm 20 củ đấy anh em ạ. Làm 20 củ đấy, đẹp dai ngay. Tiếp tục đánh nhở, bao giờ lại đánh giảm xuống đi. Tay này đánh 4 củ nhá, đánh giảm dần xuống anh em ạ. Giảm dần xuống để xem tình hình như thế nào. Nếu như mà húp được ấy thì tiếp tục tay sau sẽ đánh giảm xuống nữa. Còn nếu mà không ăn được tay này thì tay sau mình sẽ đánh tăng lên một chút. Ok cho anh em. Đối với những cái cầu mà nó đi theo kiểu là cầu thuận thì cứ bắt theo thôi anh em ạ. Không nên bẻ cầu làm gì cả. Ok nhá. Xem tình hình chuẩn chỉ được hay không đây. Tình hình xem có chuẩn được không đây. Hỏng rồi, lên 6 là hỏng. Mẹ nhà nó không đứng thêm tay nữa nhờ. May là mình còn đánh giảm dần đấy anh em ạ. Nếu mà đánh tăng lên là toang ngay đấy. Ok nhờ. Nói chung thì cầu này bây giờ thế này, tạm thời cứ đánh thuận đi nhờ. Thấy đâu đánh đấy đã. Tính sau anh em ạ. Làm chục củ, ta này sẽ chiến chục củ nhá. Mục tiêu này kiếm khoảng 20 đến 30 để xem liệu có hoàn thành được cái mục tiêu hay không. Mình thấy anh em đa số chơi tài xỉu thua tha là do cái lòng tham là chính. Đó, nhiều anh em lãi nhiều mà không nghỉ, dẫn đến lúc cầu nó xấu á, anh em sẽ gãy ngay. Mình thì cũng bị rất là nhiều lần anh em ạ. Mình chơi theo cái kiểu là vốn của mình nó cũng khá là ổn định nên là cũng không sợ. Giả sử gặp trường hợp xấu thua thì tạm thời nghỉ anh em nhé, sau đó lại gỡ lại chứ không nên gỡ lại ngay. Cầu mà nhiều khi đi đẹp nhưng lúc đi cũng khá là xấu đấy, không nên gọi là cố để mà bám theo. Tay này không ăn được thì tay sau phải xem xét lại. Vẫn ăn bình thường anh em ạ. Anh em thấy thế nào, chuẩn chỉ chưa? Chuẩn bị lên lãi được 30 củ đến nơi rồi anh em ạ.
Đánh cầu thuận là hợp lý đấy anh em nhá. Cầu này tiếp tục phang cầu thuận đi. Đánh 3 củ thôi, lần này sẽ đánh giảm dần xuống. Rồi để xem liệu hút được không đây. Vẫn húp anh em ạ. Ngon lành đấy nhờ. Vẫn húp anh em ơi. Rồi. Làm 2 củ đi. Làm 2 củ. Ok, nói chung thì cầu này thì đánh cầu thuận vẫn được đấy. Rồi ok nhá. Cầu này thì sẽ tiếp tục đánh cầu thuận. Đủ, không được rồi anh em ạ. Không được rồi anh em ơi. Rồi nói chung thì cuối cùng mình cũng lãi được cái mức gọi là 26 củ à. Chốt đẹp rồi đấy nhá. Ok. Anh em thấy video hay cho mình xin một like, một subscribe ủng hộ mình nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo của mình nhá.